Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của Bana. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của quý nhà nhé. Thì trong tối ngày hôm nay, Thiên Ngân và Duy Yuno đã có một cái đêm mini show thật sự là hoành tráng với đông đảo tất cả quý cô chú anh chị em mà thương hai em cũng đã đến rất là đông đảo. Tưởng chừng như là tối thứ bảy thì mọi người sẽ dành cái thời gian cho gia đình của mình nhiều, nhưng mà mọi người đã không quản đường xá xa xôi, dành những cái thời gian quý báu của mình để đến tham dự trong cái mini show của Duy Yuno và Thiên Ngân. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là mọi người thương các em đến cỡ nào. Và đặc biệt hơn nữa là ở dưới cái khán phòng tối ngày hôm nay lại có sự xuất hiện của chị Thiên Ngân, đó chính là Tuyết Nhung. Dạ vâng, thì chúng ta cảm nhận được rằng là cái tình cảm của các em luôn dạt dào, luôn yêu thương và hỗ trợ cho nhau hết mình. Và trong tối ngày hôm nay thì quý nhà thấy rất là rõ trong những cái đoạn video live stream trực tiếp từ phía bên quản lý của cô hai, đó chính là chị Diễm Phạm. Thì quý vị khán giả đã dành cho các em những cái bó bông, ở trong đó có rất là nhiều tiền. Và đó là cái tình cảm của mọi người dành cho hậu duệ của cô hai. Chúng ta biết được rằng là hậu duệ của cô hai luôn khiêm tốn và luôn cố gắng để có thể là nỗ lực đi bằng chính cái thực lực đôi chân của mình, và không cần phải phô trương hay là khoe mẽ. Chúng ta nhìn thấy rõ rằng là cái niềm vui của các em đó chính là cái sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Quý vị khán giả mà ngồi dưới khán phòng đông có nghĩa rằng là cái tình cảm nồng hậu dành cho các em là nó to lớn. Đó, hậu duệ của cô hai chỉ cần đơn giản là như vậy thôi quý cô chú anh chị em ạ, đâu có cần màu mè đâu. Quý vị khán giả nha, nhiều lúc người ta thương các em á, người ta cho tiền cho vàng nhiều lắm, nhưng mà các em không bao giờ mà khoe hết trơn á, chứ đâu có giống như ai kia đâu. Ta nói có khi nào mà tự tổ chức ra cái show diễn mang tên của bản thân mình đâu. Chứ lúc nào cũng thích kẹp gà thôi. Nhìn Duy Yuno nè, nhìn Thiên Ngân nè, ta nói tự tin cực kỳ khi mà đứng trên sân khấu rồi trò chuyện trực tiếp cùng với lại quý vị khán giả, niềm nở vô cùng. Mà các em hát càng ngày càng hay, từ thể nhạc bolero, trữ tình quê hương, da diết cho đến những bài hát của giới trẻ hiện nay. Đó là những cái điều mà cô hai cũng đã từng rất là mong mỏi các con của mình có thể là vững vàng và được quý vị khán giả yêu thương. Sống thì phải thật thà chân chất, cho nên rằng là đối với Thiên Ngân á, biết bao nhiêu cái lời dị nghị, những cái điều thị phi không đáng có mà em phải nhận á, thì em đều bỏ mặc ngoài tai. Có nhiều lúc là cũng áp lực lắm, có nhiều lúc em ấy cũng phải lên tiếng nói này nói kia. Chứ nhưng mà thật sự là con người mà người ta cũng có một cái giới hạn nào đó để mà chịu đựng. Đi quá cái giới hạn của họ thì tất nhiên rằng là họ cũng phải lên tiếng. Đó, bây giờ bộ kền kền của anh cờ nhìn vào Duy Yuno với lại Thiên Ngân trong tối ngày hôm nay. Cái mini show này chính thức mang tên của các em đó. Mini show mang tên là Thương Lắm Mình Ơi, đánh dấu cái tên tuổi của Duy Yuno và Thiên Ngân đó quý cô chú anh chị. Khán giả mà đến đông đủ như thế này thì chắc chắn rằng là người ta thương hậu duệ của cô hai lắm. Mà các em cũng đâu có cần màu mè lên tiếng nói rằng là ở tối ngày hôm nay em có mini show nha mọi người. Mọi người nhớ bút lịch đồ, xe cộ đồ đi đưa rước đồ này nọ các kiểu, rồi tiền vé như thế này như thế kia. Không bao giờ mà các em lên tiếng để mà kêu gọi cả. Vé thì nó rất là rẻ, chỉ có 250.000 đồng. Mà quý cô chú anh chị em vào vừa nghe ca nhạc, vừa xả stress, vừa nghe những cái câu chuyện vui buồn của hậu duệ cô hai và những cái kỷ niệm khi mà Thiên Ngân nhắc về cô hai, thì chúng ta mới cảm nhận được rằng là dù các em có như thế nào, có ra làm sao đi chăng nữa, thì các em vẫn mãi là người con, người em, người cháu của cô hai, là cái người luôn hướng theo những cái điều mà lúc còn sinh thời cô hai luôn tỏa ra những cái năng lượng tích cực đó. Và trong tối ngày hôm nay Thiên Ngân cũng đã nhắc rất là nhiều lần về cô hai, về những cái bài hát lúc còn sinh thời cô hai thường rất là thích.
Dạ vâng, đi đâu thì các em cũng nhớ về mẹ của mình. Đó. Những người con có hiếu chỉ cần vậy thôi quý cô chú chị, đâu có cần là mình phải cho tiền mẹ mình nhiều, hay là mình phải quan tâm, hay là mình nói những cái lời ngọt ngào đối với cô hai gì đâu. Lúc còn sinh thời á, Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân á chưa bao giờ mà thể hiện cái tình cảm của mình nó quá trớn, hay là nó quá đà, hay là làm màu làm mè cho người khác nhìn vào. Chứ đâu có giống như ai kia đâu, ta nói ngọt ngào lúc nào cũng một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, một tiếng chị hai, hai tiếng chị hai, mà bán đứng cô hai lúc nào đó quý cô chú anh chị em ạ. Quý nhà còn nhớ rất là kỹ khi mà cô hai vừa mới ra đi mãi mãi á, thì Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung cũng đã từng lên tiếng nói rằng là thôi mọi người hãy ngừng các câu chuyện lại để cho anh Cờ có được một cái tương lai, chứ bây giờ mà như thế này như thế kia nhiều quá thì bản thân của anh ta cũng sẽ mang một cái stress rất là nặng. Thì quý cô chú anh chị em biết không, ngay sau khi mà Thiên Ngân và Tuyết Nhung dành cái tình cảm đặc biệt cho anh Cờ á, khi mà anh ta ra riêng rồi á, thì không biết sao mà bên bộ kền kền của anh Cờ á, gắt lấy gắt để các em lên tiếng nói những cái lời xỉa xói thị phi. Mà quý cô chú anh chị em biết rồi, Thiên Ngân á, thì em ấy đâu có thích lên tiếng để có thể là thanh minh thanh nga cho bản thân của em ấy đâu, chứ trừ khi mà cái sự việc nó đi quá giới hạn, hoặc là một cái câu chuyện gì đó mà nó không có thật mà người ta cứ đổ lỗi vu vạ cho em, thì cái điều tất yếu là em phải lên tiếng. Con người thì ai cũng có một cái tính nóng, cho nên rằng là mình chịu đựng cũng có giới hạn thôi, chứ không phải lúc nào mình cũng chịu đựng đâu. Mà cũng ngộ lắm hen, những người mà luôn xỉa xói các em á, người ta lên tiếng, người ta nói những cái lời thiêu dệt về bịa đặt về các em á, thì các em có quyền lên tiếng để mà phản bác. Mà khi các em lên tiếng để phản bác á, thì người ta nói rằng là người này giữ người kia giữ rồi, cũng không vừa gì ai, xong rồi cứ nói đi nói về rằng là tại vì sao các em lại phải đi phân bua đồ này nọ, tại sao không im lặng giống như anh Cờ. Mày ăn đét ơi, nói sai cho người ta thì đương nhiên rằng là người ta phải lên tiếng, người ta nói thôi, chứ chẳng lẽ giờ người ta im lặng hoài. Còn cái người giống như anh Cờ bây giờ sai từ đầu đến cuối đâu dám lên tiếng nói cái điều gì đâu. Giờ mà lên tiếng nói á, ta nói hở đầu này hở đầu kia, đằng nào cũng sẽ có người lên tiếng để mà vạch trần. Cho nên rằng là anh ta im thin thít đó quý cô chú chị. Bởi vì lẽ đó đâu có phải rằng là muốn lên tiếng nói là được. Mà cái người mà chịu cái áp lực những cái điều mà sai với sự thật á, mà trong khi đó người ta làm đúng á, thì chắc chắn rằng là người ta phải đứng lên để người ta cãi lý thôi, người ta không có chịu đựng đâu quý cô chú anh chị. Cho nên rằng là người ta nói hậu duệ của cô hai sao mà sân si, người này nói thế này người kia nói thế kia, thì bản thân của em có sao thì người ta mới nói vậy, nhưng mà đâu phải đâu, người ta toàn là bịa đặt không à. Hậu duệ của cô hai đang là giới trẻ đó quý cô chú anh chị, cho nên rằng là cái tính cách của các em á nó trẻ trung, nó năng động lắm. Bởi vì lẽ đó những người mà nói sai sự thật cho các em thì các em không có chịu đâu. Cho nên rằng là không phải lúc nào cũng thiêu dệt và bịa đặt cho hậu duệ của cô hai được đâu. Thật sự là trong tối ngày hôm nay thì quý nhà thấy được rằng là các con của cô hai đã trưởng thành thật rồi. Ngày xưa khi mà Thiên Ngân được cô hai nhận về làm con đó quý cô chú chị, thì em ấy nhỏ xíu à, ôm nhô mà đến bây giờ khi mà em ấy đứng trên sân khấu thể hiện những cái ca khúc rồi ra dáng một thiếu nữ như vậy, thì chắc có lẽ rằng là ở một nơi nào đó cô hai sẽ cảm thấy rất là vui, bởi vì các con của mình càng ngày càng lớn, càng ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn rất là nhiều. Và sau cái biến cố của năm 2021 thì cái động lực đã giúp cho các em có được những cái cánh cửa mới mở ra. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta đã thấy Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Duy Yono đã có những cái bước khởi sắc thật là tuyệt vời. Và trong show diễn tối ngày hôm nay của Thiên Ngân và Duy Yono cũng đã thành công và tốt đẹp.
Và mong rằng là trong thời gian sắp tới các em sẽ tổ chức ra nhiều cái mini show như thế này nữa để đánh dấu cái tên tuổi và khẳng định được cái thực lực của các em nhé. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.